Khổng lồ, Krishnagiri là một địa điểm thu hút khách du lịch tại Mahabalipuram, thị trấn cách Chennai khoảng 60 km về phía nam, nơi nổi tiếng với các tác phẩm chạm khắc bằng đá. Miếng bơ đó là một tảng đá cân bằng nặng khoảng 250 tấn, đường kính 5 m, nằm trên vênh trên một con dốc mịn. Nó dường như bất chấp mọi định luật vật lý, mưa gió và chưa bao giờ bị lăn xuống. Vị trí kỳ quặc của tảng đá này khiến nó trở nên nổi tiếng với cả người dân địa phương và khách du lịch, tạo ra những bối cảnh chụp ảnh thú vị. Mọi người thường đặt tay xuống phía dưới hòn đá, canh góc chụp như thể nâng được hòn đá khổng lồ đó lên, bạn cũng có thể ngồi nghỉ dưới những bóng râm dưới chân tảng đá, những đứa trẻ địa phương còn hay chơi đùa ở sườn dốc bên cạnh như một đường trượt tự nhiên. Mahabalipuram là một thị trấn có lịch sử lâu đời và là cảng biển nhộn nhịp trong thời của Periplus, thế kỷ 1, và Ptolemy, năm 140, các thương nhân Ấn Độ cổ đại đi thuyền từ cảng biển Mahabalipuram để đến các quốc gia Đông Nam Á. Mahabalipuram ngày nay trở thành thị trấn du lịch một trong những điểm thu hút khách tham quan nhất quanh thành phố Chennai, thời gian ghé thăm nơi này đẹp nhất từ tháng 12 đến tháng 3, khi thời tiết mát mẻ khô ráo. Du khách có thể dễ dàng đến thị trấn Mahabalipuram, bang Tamil Nadu, trong vòng 2 tiếng từ Chennai bằng xe buýt, taxi hoặc xe lam, loại xe người dân thường dùng để di chuyển.